Người dân Việt Nam tôi có hai con đường, một con đường cùng và một con đường vùng lên. Cả hai bên đều gian nan, không có bên nào dễ dàng. Một bên chịu gục đầu, còn một bên chịu một lần đau. Nhưng chỉ có một con đường mà dân chủ được suy tôn. Nhưng chỉ có một con đường mà ta sẽ thành công hơn. Con đường đó phải có tự do, dân chủ đó là của dân cho. Ai tài năng thì bầu ban dân lo, ai chẳng ưa thì tùy dân chọn lựa. Con đường đó dùng khắp năm châu, căn bản đó một tiếng như nhau. Dân tài ba thì nào mất bao lâu, ngàn đời sau nhớ một lần đau. Người dân Việt Nam tôi có hai con đường, một con đường cùng và một con đường vùng lên. Cả hai bên đều gian nan, không có bên nào dễ dàng. Một bên chịu gục đầu, còn một bên chịu một lần đau. Nhưng chỉ có một con đường, một bằng đảng, một con buôn. Nhưng chỉ có một con đường là gian trá, là vô lương. Con đường đó hụt trước hụt sau, căn bản đó họ có theo đâu. Bao lần sai thì chỉ có dân đau, còn đảng ta và công an thêm dầu. Con đường đó sợ đã bao nơi, thiên hạ đang bỏ hết không chơi. Ta dại khôn thì tùy ý ta thôi, tha chịu đắng một lần rồi thôi, một lần đau mà đẹp ngàn đời sau.